Để thực sự hiểu biết Đức Giêsu, tâm hồn chúng ta không được đóng kín nhưng phải rộng mở để bước theo Ngài trên con đường của sự tha thứ và khiêm nhường. Niềm tin của tôi đặt để nơi Đức Giêsu Kitô như thế nào? Đây là câu hỏi mà Đức Thánh Cha đã nêu ra trong bài giảng thánh lễ sáng thứ sáu 15 tháng Giêng tại nguyện đường Thánh Marta. La fede in Gesù Cristo. Com'è la mia fede in Gesù Cristo? Credo che Gesù Cristo è Dio, è il Figlio di Dio. E questa fede mi cambia la vita, fa che nel mio cuore si inauguri quest'anno di grazia, quest'anno di perdono, quest'anno di avvicinamento al Signore. E la fede è un dono. Nessuno merita la fede, nessuno la può comprare, è un dono. La mia fede in Gesù Cristo mi porta all'umiliazione. Non dico all'umiltà, all'umiliazione, al pentimento, alla preghiera che chiede perdonami, Signore. Tu sei Dio, tu puoi perdonare i miei peccati.